Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Chấm Hưng. Câu hỏi có nội dung như sau: em tên Chấm Hưng, hiện tại em là sinh viên trường đại học UTEP. Em có cô đang sống tại Mỹ nên em cũng muốn sang Mỹ để du học. Tân Đại Dương có thể cho em biết là hồ sơ em nên chuẩn bị những gì không ạ? Dạ, xin mời chị Ngọc Ý. Cảm ơn câu hỏi của bạn Chấm Hưng. Về hồ sơ sinh viên visa du học Mỹ thì gồm giấy tờ học tập bao gồm bằng cấp, học bạ và bảng điểm mà bạn có. Giấy tờ về nhân thân như là giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, passport và ảnh. Về giấy tờ tài chính thì gồm có sổ tiết kiệm, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng, sổ đỏ, giấy tờ đăng ký kinh doanh, giấy tờ thuế cho hoạt động kinh doanh của gia đình, hoặc là giấy tờ về thuế thu nhập cá nhân. Khi bạn được các trường đại học hoặc trường cao đẳng chấp nhận học, nhà trường sẽ gửi cho bạn mẫu đơn I-20 và bạn cẩn thận kiểm tra thông tin trên mẫu đơn I-20. Sau đó hoàn tất mẫu đơn xin visa du học DS-160, sau đó đóng phí sơ việc. Để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Hoàng Nam. Câu hỏi có nội dung như sau: em tên Hoàng Nam, em chuẩn bị phỏng vấn xin visa du học Mỹ nên em rất quan tâm tìm hiểu về cách thức phỏng vấn ạ. Anh chị có thể cho em xin thông tin về vấn đề này được không? Dạ, xin mời chị Ngọc Ý. Cảm ơn câu hỏi của Nam. Về phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ thì có rất là nhiều suất phỏng vấn, và suất sớm nhất là 8:30, thì bạn nên đến sớm khoảng 15 đến 20 phút để không có cảm giác là vội vã. Bạn có thể gửi xe ở đối diện lãnh sự quán Mỹ. Tại đó bạn sẽ thấy có rất là đông người ngồi để chờ lãnh sự quán mở cửa. Đúng 8 giờ thì lãnh sự quán sẽ mở cửa. Từng tốp người, khoảng 20 người sẽ bước vào bên trong phòng lớn. Ở đây sẽ được chia ra làm hai bên. Một bên là cho visa định cư và một bên là không định cư. Mỗi bên sẽ là hai hàng. Bảo vệ sẽ cho từng tốp người xếp hàng vào hai hàng này. Sau khi qua được vòng kiểm tra thì bạn sẽ tiến sâu hơn vào bên trong, và lần này là lại xếp hàng để lấy số thứ tự. Sau khi lấy số thứ tự xong thì bảo vệ sẽ yêu cầu bạn lấy dấu vân tay. Sau khi lấy dấu vân tay thì sẽ có bảo vệ để hướng dẫn bạn xếp hàng để được scan hình. Thì thứ tự có thể thay đổi theo từng ngày. Sau khi đã làm các thủ tục như là lấy dấu vân tay, scan hình thì các bạn sẽ được hướng dẫn để vào gặp lãnh sự quán phỏng vấn. Thì tại lãnh sự quán sẽ có khoảng 8 ô, nhưng tùy ngày sẽ mở hết 8 ô hoặc là 6 ô, 7 ô, 4 ô, thì sẽ tùy vào ngày mà lãnh sự họ làm việc. Thì khi bước vào phỏng vấn thì mỗi ô sẽ có một phiên dịch. Khi đối diện lãnh sự quán thì các bạn hãy tự tin trả lời to rõ, tại vì sẽ bị cách ngang một tấm kiến và chỉ có một khe nhỏ để các bạn nói chuyện với lãnh sự và đưa hồ sơ vào thôi. Còn về đánh giá về ngoại ngữ thì không yêu cầu cao lắm, nên các bạn cố gắng trả lời tự tin và to rõ nhất có thể nhé. Với câu trả lời vừa rồi của chị Ngọc Ý cũng đã kết thúc chuyên mục giải đáp Hưng của chúng ta ngày hôm nay. Để hiểu sâu hơn về vấn đề này, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại địa chỉ mặt tiền 148/1, Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 028 3848 4879, tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028 3838 2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.